Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Trinh Nguyễn. Video này là video số 15/28, ngày 28 video, chuỗi video Trinh chia sẻ cái kinh nghiệm kinh doanh spa trong 14 năm. 14 năm kinh doanh spa mà Trinh chỉ đúc rút trong 28 video thôi. Cho nên mọi người nhớ đăng ký kênh và xem video từ video số 1 đến video số 28 để mọi người rút ngắn cái con đường kinh doanh spa thành công của mình lại nhé. Nhớ là chỉ có 28 video. Ở trong video này hôm nay Trinh sẽ giúp các bạn hình dung về cách setup một cái spa. Tức là cuối cùng bạn có thể hình dung là để có thể kinh doanh spa bạn cần phải có những cái bước chuẩn bị như thế nào. Thì ngay video này đây Trinh sẽ chia sẻ cho mọi người. Như các bạn biết là bạn đang kinh doanh spa, bạn đang định học nghề spa, bạn yêu nghề spa nhưng bạn không biết bắt đầu từ đâu. Bạn không biết bắt đầu từ đâu và bạn không biết là làm thế nào để có thể học spa, làm thế nào để có thể để bắt đầu để có thể chọn nghề spa là cái nghề cả đời cho mình. Làm thế nào để có thể sống với nghề spa 10-20 năm? Làm thế nào để học nghề xong thì chúng ta có thể kinh doanh spa 10-20 năm chứ không phải là 1 hay 2 tháng. Vậy thì ở trong video này thôi, Trinh sẽ chia sẻ cho mọi người một cách rất là ngắn gọn, chỉ có 3 bước thôi để mọi người hình dung về một cái spa thì nó cần những cái điều gì, bắt đầu từ đâu. Bắt đầu từ sau khi xem video này, ngay kể cả khi bạn không biết gì về spa, bạn cũng có một cái lộ trình, bạn hình dung được cái lộ trình để có thể kinh doanh spa thành công là như thế nào. Thì ngay bây giờ Trinh sẽ chia sẻ cho mọi người. Cũng giống như tất cả các bạn thì đầu tiên khi Trinh học nghề spa xong thì Trinh cũng chỉ nghĩ là học xong thì đi làm xong thì về mở spa. Đấy, thì tư duy đấy hoàn toàn đúng. Đầu tiên khi bắt đầu khi ra quyết định bắt đầu tham gia vào cái nghề spa. Spa bây giờ nó là một cái nghề đúng không mọi người? Nghề rất là hiện đại, rất là hot trend cho các bạn nữ luôn ấy. Thì đầu tiên bước 1 chỉ có 3 bước thôi mọi người nhá. Bước 1 đầu tiên đó là bạn phải học về chuyên môn. Bước 1 đó là học về chuyên môn spa. Bắt đầu bạn phải là chuyên gia trước khi bạn kinh doanh cái bất kỳ một ngành nghề nào đấy, thì spa cũng như vậy, bạn phải biết về chuyên môn. Có rất nhiều người kinh doanh spa mà họ ra họ chỉ đầu tư vốn, họ không biết gì về chuyên môn và họ thuê người làm tất cả các bước, thì cái điều này cũng được, nhưng mà nó sẽ không mang lại cho bạn cái việc kinh doanh spa lâu dài. Điều này nó chỉ áp dụng với những người mà muốn đầu tư thôi. Muốn đầu tư và họ chỉ đầu tư hất váng một vài năm hoặc một vài tháng thôi. Còn nếu như bạn muốn sống với nghề spa này 10-20 năm như Trinh thì bạn phải là một người chuyên gia trong lĩnh vực của bạn. Tức là bạn phải đi học về chuyên môn. Thì sau này với cái chuyên môn đó của bạn, bạn còn có thể dạy lại học viên đúng không nhỉ? Bạn có thể dạy lại nhân viên của mình. Và nhân viên làm bất kỳ một điều gì trong spa của bạn thì bạn đều có thể nắm được, hiểu được tại sao họ làm như vậy. Điều đấy sẽ giúp bạn quản lý nhân viên và quản lý spa của mình một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Cho nên điều số 1 là bạn phải tìm một cơ sở học chuyên môn. Còn học chuyên môn thì học một dịch vụ hay học nhiều dịch vụ, Trinh đã làm ở video số 7 hay số 6 gì đấy, mọi người nhớ xem lại video đó nhá. Học chuyên môn cách học như nào, cách chọn địa điểm như nào, Trinh đã làm video ở phía trước rồi, ở những ngày phía trước này, mọi người xem lại video đó nhé. Rồi bước số 2 đó là khi bắt đầu mở spa thì bạn cần phải chuẩn bị bước, đó là bước tuyển nhân viên. Bước tuyển nhân viên thì tuyển nhân viên biết nghề hay chưa biết nghề, tuyển nhân viên ở đâu, tuyển nhân viên ngoại hình có cần ngoại hình không, độ tuổi như thế nào và mức lương trả nhân viên như thế nào, thì Trinh cũng đã làm video ở ngày số 11-12. Ở đây, ở trong video này Trinh chỉ nói các bước cho mọi người để mọi người hình dung thôi. Còn cụ thể các bước như nào Trinh đã đều làm ở video phía trước, những ngày phía trước, nên mọi người có thể tìm để nghe lại. Cho nên là bước số 2 để có thể có một cái spa cho riêng mình, tự setup một cái spa cho riêng mình, mọi người nhớ nhé, đó là phải tuyển nhân viên. Phải tuyển nhân viên nha mọi người. Một mình bạn thì quy mô nó rất là nhỏ và nó không mang lại hiệu quả trong cái kinh doanh spa, và bạn sẽ không tồn tại được với nghề lâu dài. Cho nên chắc chắn là spa của bạn phải có nhân viên để có thể phục vụ được nhiều khách hàng, để mang lại hiệu quả cho spa và mang lại hiệu suất công việc cho spa của bạn. Từ đấy bạn mới có thể mở rộng spa. Cho nên vẫn phải quan trọng bước số 2 đó là tuyển nhân viên. Vậy thì bước số 3 đó là gì? Bước số 3 đó là bạn phải học về marketing spa. Tức là cách làm thế nào để khách hàng biết đến spa của bạn, làm thế nào spa của bạn tiếp cận được với nhiều khách hàng hơn, làm thế nào mà spa của bạn có thể có những khách hàng mới đó. Và marketing spa cách tối ưu nhất bây giờ đó là marketing spa không đồng. Mọi người nhớ nhé, không đồng. Vậy thì marketing spa không đồng tức là gì? Thì ở video số 2, số 3 Trinh đã nói rồi. Tức là làm thế nào khách hàng biết đến bạn nhưng với chi phí không mất, hoặc là không mất tiền chạy quảng cáo, hoặc là không tốn tiền chi phí mà nó vẫn mang lại hiệu quả cho spa của bạn. Điều đấy sẽ vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Và mọi người muốn biết một vài cái mẹo của marketing spa không đồng, hoàn toàn có thể kết nối với Trinh bằng cách comment phía dưới, hoặc là inbox với Trinh qua Zalo, Facebook,
ở YouTube như thế này. Chị để đường link ở phía dưới mọi người có thể tìm nhá. Đó, chị sẽ chia sẻ thêm cho mọi người. Cho nên bước thứ ba đó là, chị nhắc lại đó là marketing, học marketing spa. Hoặc đơn chỉ đơn giản như thế này, cách bạn nghe video của chị mỗi ngày đó cũng là một cách học. Mọi người có thể học bằng nhiều phương pháp khác nhau, có thể đọc sách, có thể xem video như thế này, hoặc có thể học qua YouTube như thế này, hoặc qua Facebook, hoặc học qua Zalo vân vân. Nhưng chúng ta phải bắt đầu từ việc học, học chuyên môn, học marketing, học cách tuyển nhân viên. Trên đây là 3 bước để bạn có thể tự set up spa của mình. Chính vì hy vọng với những cái kiến thức mà Trinh chia sẻ được đúc rút qua 14 năm kinh nghiệm kinh doanh spa của Trinh, thì mọi người sẽ có được thành quả áp dụng cho spa của mình. Và khi bạn đã áp dụng được thành công, hy vọng bạn sẽ comment một điều gì đó ở phía dưới video của Trinh, ví dụ như là một cái thành quả bạn đạt được sau khi áp dụng video của Trinh. Đấy cũng là một niềm vui khi Trinh làm những cái video chia sẻ như thế này. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video ngày 16.